Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tôi bật lên em một clip gồm 9.000 câu anh em. 9.000 câu này là 9.000 câu carbon. Thì có anh em đã thấy có hai cây này là hai cây chiên cho anh em lure phen gôn. Thì hai cây phen nòng súng. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây thứ nhất của người tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần lure nha mọi người. Cây cần lure. Cần này thì chất liệu là chất liệu carbon, bát là bát thường, phen là phen thường đó. Cái này hàng China xuất Nhật nha mọi người đó. Đó, cái này dài 2m4, tải dây be từ 0.8 đến 1.5, tải ni lông từ 2 đến 3 chấm nha mọi người. Phen thường, bát thường luôn đó, ngoại hình thì còn khá là ok, chất liệu là chất liệu carbon đó. Cái này về cho anh em tập lua nè, nó độ cứng nó ra tầm khoảng mờ nha anh em đó. Anh em tập lua thôi đấy, đánh cảm giác câu cá mè câu cha cũng được. Rồi, giá công khai cho cây hàng thứ nhất chất liệu carbon, giá công khai là 400k nha mọi người. 400k, cái này nặng 170g, đọt 21, 400k số 1. Tiếp theo xin là cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây cần của hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đây, cây đó với cây số 1 này là một cặp luôn á. Tất cả đều ok hết nha đó, không lỗi phen, không bể, không nứt gì hết. Cây này cũng còn khá mới anh em. Chất liệu thì chất liệu carbon nha anh em. Đây nó sẵn đây đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, hàng China xuất Nhật. Cây này được cái là nó dài dài 2m57 đó, 2m57. Đây, cái này nó dính bụi đây, lao ra thôi. 2m57, nặng là 180g, giá vẫn là 400k, phen thường, bát thường. Đó. Cây này thì nó tải dây be từ 0.8 đến 1.5. Tải ni lông từ 0.2 đến 3.5 nha mọi người. Còn khá là ok đó. Khá đẹp á. Cái này mới nè, mới tầm khoảng 95% ạ. Rồi, giá công khai vẫn là 400k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 sẽ là một cây cần cán súng đó. Bá thẳng nha anh em. Cây này là cây tay qua. Đó, cái đai quạt phong tâm sẵn hai da, sẵn từ đầu đến đít luôn. Phen là phen Fuji, bát tầm bát thẳng, sẵn từ đầu tới đít luôn nha anh em. Đây, bát dặn nha anh em, bát dặn cây cán súng máy ngang phong tâm nha anh em. Hàng bát thẳng, bát đai qua, phen là phen Fuji nha. Đó. Phen Fuji. Cây này thì dài 1m68, nặng là 130g, đọt 2 ly. Thì độ cứng nó là ML nha anh em, độ cứng là ML. Tải dây từ 0. Tải dây từ 8 đến 20 lb. Tải mồi từ 7 đến 21g nha. Đó, hàng này hàng Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Đó. Hàng Taiwan sản xuất toàn thân. Cán súng. Ngoại hình nó còn khá là ok anh em. Bu nguyên zin luôn, tất cả đều nguyên zin hết. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 500k cộng ship nha mọi người. Cây số 3 500k cộng ship. Anh em về lua lóc nè, lua lóc, lua chẽm, câu biển, câu mực. Đây mấy cái này đánh chắc là ok nha. Rồi, tiếp theo sẽ là một cây cần số 4. Một cây cần phen nòng súng nha mọi người. Phen nòng súng. Cây này của hàng treo mệt gì đó. Treo mệt gì đó. Đây. Đó. Cây này thì có độ cứng từ 80 đến 150 nha nè. 80-150. Độ dài là 1m95. 1m95. Tem xuất Nhật đầy đủ nha mọi người. Phen nòng súng, phen Fuji. Đó. Fuji 18 nè. Bộ phen này lượm tiền anh em.
Đọt là đọt tháp đây, khúc này nó tháp. Bô là bô chống sắn nha mọi người. Đó. Máy này, cây này là cho anh em đánh máy ngang nha. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Cái này nặng là 250g, đọt là 1 đi 5. Giá công khai 700k nha. Giá công khai 700k. Anh em câu biển nè, dứt biển à, lấy mấy cái này câu. Đó. Đọt nó giọng khá dịu quá mọi người. Nó để cứng tầm khoảng 80-150 thì em cũng bó tay, chưa chiên câu qua mấy loại này. Rồi, giá công khai là 700k nha anh em. Thì bộ fan này cũng đắt tiền rồi, à, khỏi bàn. Rồi, tiếp theo qua những cây hàng hệ. À, cây số 1, 2, 3, cây số 5. Cây số 5 sẽ là một cây hàng hệ của nội địa nha anh em. Cây này cây nội địa cắm gốc. Hàng máy ngang nha. Máy ngang nội địa cắm gốc. Đây. Cây này là một cây cần đại cô nội địa. À, cây này dài 1m5. Đó. Tải mồi từ, để em đọc thông số tải mồi. Tải mồi từ 3.5g đến 1.4 14g. Đó, tải mồi 3.5g đến 14g. Nặng 170g, đọt là 1 ly 6, dài 1m5. Đó. Sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji Sigon nha anh em. Đó. Đây nè. Gòn hết nha, hàng này hàng nguyên zin nha anh em, nguyên zin luôn. Phen còn khá là ok anh em, bóng lưỡng luôn, quèn khè luôn. Đó. Cây này độ cứng là độ cứng L nha anh em, độ cứng L. Ừ. Đây, độ cứng là độ cứng L nha anh em. Đó. Ngoại hình còn khá đẹp, hàng hàng cắm gốc. Thì hàng cắm gốc này thì nó đảm bảo cái đặc action của anh em á, cái cảm giác rất là thề nha. Đó. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, test cho anh em xem được, dịu luôn. Cây kèm máy ngang nha mọi người, máy ngang. Rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai cây máy ngang này là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu. À, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Hàng này hàng là đội địa nha anh em, đội địa Daiko. Đó. Khỏi bàn, Daiko khỏi chạy. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây Daiko luôn, độ cứng L. Đó, Daiko. Cái Daiko nha anh em, Daiko, độ cứng L. Cây này dài được 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Chất liệu là carbon, dài 1m8, nặng 150g. Đọt 1 đi 6. À, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Thì vẫn sở hữu dàn phen là dàn phen full six gun thôi. Đó. Cán còn bóng lưỡng nha anh em. Hàng này hàng lướt quá nha. Ừ. Hàng máy ngang. Đó, phen là phen gun nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, phen gun. Phen này khỏi bàn. Khỏi bàn chất lượng luôn. Chắc như nước cắt luôn á. Hàng này là hàng nội địa. À, rồi, giá công khai cây số 6, giá là 1.5 triệu nha anh em. Đó, 1.5 triệu. Anh em ơn có thể báo em, nói em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Đó. Đây, tết dàn phiền của nó đây. Đó. À, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần may gấp. Hàng này hàng chiên cho lô mực nha anh em, may gấp. À, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó. Cần cán 3 khúc nha anh em, cần đề cao. Ngoại hình rất là ít xước sát nha, đây có xước cái này tí thôi. Đó. Tất cả phần còn lại rất là đẹp nha anh em. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Bô là bô chống sắn. Bộ đề cao chống sắn luôn nha anh em. Hình khá ok anh em. À, cây này thì nặng 100, cây này nặng 90g nha anh em. Cây này nặng 90g. Đọt 1 ly 4. Đó. Nặng 90g, đọt 1 ly 4. À, tải dây thì tải dây bê từ 0.4 đến 1 chấm nha anh em. Tải bê từ 0.4 đến 1 chấm. Tải mồi từ 9.3g đến 13g nha. Đó, tải mồi từ 9.3g đến 13g.
Cây này dài được 2m4 nha mọi người, dài 2m4. Anh em lấy đi lô mực nè, lô cá lóc cũng được, lô cá lóc cảm giác cũng ok, ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Phen nữa đây, Fuji nha, phen Fuji, bộ Fuji luôn. Rồi giá công khai cây số 7, giá công khai là 1,1 triệu nha anh em, giá công khai là 1,1 triệu. Rồi độ cứng cây này, độ cứng cây này tầm khoảng L nha anh em, độ cứng L. Nó quéo nè, để cho anh em xem luôn. Nó để đây. Mày gấp hàng China xuất Nhật nha mọi người. Rồi, giá công khai là 1,1 triệu, 2m4. Tiếp theo sẽ là hai cây cần cuối cùng, hai cây cần đến cảm giác. Sẽ là hai cây cuối cùng nha mọi người, hai cây cuối cùng. Hai cây cần phen nòng súng, phen cực kỳ xịn sò luôn đây anh em. Ngoại hình cực kỳ mới nha anh em, chất liệu carbon. Đây. Cực kỳ đẹp nha anh em, soi cho anh em soi kỹ luôn, phen là bass, là bass Fuji luôn nha. Soi kỹ mà coi cận cảnh luôn á. Bass Fuji, phen Fuji, phen nòng súng. Nhìn cực kỳ đẹp nha anh em, phen đây, những phen chạy ở trên đây. Rất là sắc sảo nha anh em. Cây này là một cây cần của Alpha Taco, Alpha Taco. Cây này dài 2m1, cứng 30. Hàng này hàng sản xuất ở China nha anh em, China xuất Nhật. Đó, tem sức đầy đủ. Cây này thì nặng là 290g. Đó. Đọt là 1.9 nha anh em, khúc này là khúc inox nha anh em, khúc đó trọng nha. Đó. Thì giá công khai là 900k nha anh em về đánh cảm giác, đánh ghe, tàu, thuyền, đánh bè. Đó, rất là ok nha anh em, màu cảm giác luôn. Đây, nó cộng đây. Đó, cứng 30 mà sử dụng phen này thì đánh dây cực kỳ mượt nha. Rồi, giá công khai là 900k nha anh em. Đó. Cây số 8, 900k, hàng cực kỳ gọn đẹp nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 9, cây cuối cùng. Đó. Cây này thì đẹp không có thua cây số 9, số 8 đâu. Đó, cây số 9 cực kỳ đẹp luôn. Cán là cán 3 khúc, cán đề cao nha anh em. Bát là bát Fuji tem vàng. Đây, cần đây. Cây này dài 2m7, mã code xuất Nhật đầy đủ nha anh em. Cây này của ai em có không biết luôn, có tem đầy đủ nè. Nhưng mà em biết 100% là cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Cây này dài 2m7 nha anh em, 2m7, xuất sắc rất là ít luôn. Phen là phen nòng súng. Phen này xịn sò. Bu là bu Fuji chống sắn luôn nha mọi người. Cây này thuộc dạng anh em đánh hai chi á, độ cứng nó ra tầm khoảng 20 thôi. Đó, anh em đánh hai chi đánh cảm giác, đánh cầu, thuyền, bến bè, bè bến cảng gì đó, đánh cực kỳ ok cảm giác luôn. Dàn phen cực kỳ ngầu. Phen đây anh em. Cây này khá dịu nha anh em. Đây test độ cong cho anh em xem luôn. Đó, dạng như muốn hai chi gì rồi. Đó, đánh cảm giác cực kỳ luôn. Cái này chi anh em câu hành cháp nha nè, hành cháp cá nâu. Đó. Anh em ở miền Tây thì lấy câu chép, câu cá mè. Carbon, phen cực kỳ xịn, đẹp đẽ nha anh em. Cán 3 khúc thì cây này thì nặng 170g, đọt 1.7. Độ cứng ra tầm khoảng 20-25 nha anh em, giá công khai là 1 triệu nha. Đó. Giá công khai là 1 triệu. Rồi, đó là tổng cộng 7-8-9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cây nào phải để chốt để em xuống thoại em có thể tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.